Chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với Đầu tư ENK. Và đây là video nằm trong chuỗi các video về tài chính cá nhân của chúng tôi. Bạn có bao giờ tự hỏi, mình đã làm việc chăm chỉ nhiều năm mà mãi vẫn chưa giàu, hay là thu nhập của mình cũng ổn mà tiền cứ chạy đi đâu mất, kết quả là nghèo vẫn hoàn nghèo để giàu có và thành công lớn? Bạn cần phải đánh giá cẩn thận con người bạn, chỉ ra những thói quen xấu và những quan niệm không tốt có thể đang khiến bạn nghèo đi từng phút từng giây. Và một tin tốt cho bạn là bạn có thể loại bỏ các thói quen này ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng Đầu tư ENK tìm hiểu về các thói quen xấu khiến bạn nghèo lại càng nghèo nhé. Thói quen xấu thứ nhất, lãng phí thời gian. Chính xác thì bạn đang làm gì khi mà có thời gian rảnh rỗi? Bạn lướt Facebook, xem TikTok hàng tiếng đồng hồ để giết thời gian? Hay là bạn tham gia vào các cuộc tranh luận dường như chẳng bao giờ có hồi kết như là các vụ drama ở trên mạng xã hội? Tôi gọi đó chính là kẻ cắp thời gian của bạn. Và đừng quan tâm đến drama ở trên mạng và đừng lãng phí thời gian tâm trí của mình. Hãy tập trung vào việc quan trọng nhất của bạn mỗi ngày. Bạn đã mất 1 giờ đi lại vì kẹt xe, làm việc quần quật 8 tiếng mà chẳng hề yêu thích, và dành thời gian rảnh để chơi game, trà chanh chém gió, bài bạc, tán gẫu, hay tệ hơn nữa là lên mạng xem bóc phốt. Albert Einstein đã từng nói, điểm khác biệt giữa con người nằm ở khoảng thời gian rảnh của mỗi người. Thời gian rảnh rỗi sau công việc sinh ra người tài, đồng thời cũng sinh ra kẻ lười, kẻ mê rượu, kẻ cờ bạc. Điều này không chỉ tạo ra khác biệt giữa hiệu suất làm việc, tạo ra sự chênh lệch giữa mức độ giàu có và thành công trong cuộc sống. Sau 8 giờ tối, bạn làm gì sẽ quyết định bạn là ai. Và đừng hỏi vì sao học giỏi mà vẫn ra trường là nhân viên quèn. Hãy hỏi mình muốn gì, trở thành ai và sử dụng thời gian rảnh của bản thân như thế nào. Một quy tắc dành cho bạn. Hãy dùng một nửa thời gian để giải trí, để nghỉ ngơi, còn một nửa còn lại để phát triển bản thân của mình. Bạn có thể cải thiện bản thân, tập luyện những kỹ năng để thăng tiến và biết sử dụng khôn ngoan chúng vào trong khoảng thời gian rảnh rỗi của mình vào mỗi buổi tối và trong những ngày nghỉ. Nếu như mỗi ngày bạn dành ra thời gian 1 giờ để học tập kiến thức về một lĩnh vực mà bạn yêu thích nào đó, thì sau 1 năm, ở trong lĩnh vực này bạn sẽ có một lượng kiến thức nhiều hơn 99% dân số trên thế giới. Thậm chí, mỗi ngày khi tan ca, bạn dành ra 30 phút để xem các video tóm tắt hay là những bài học thành công, thì trong 1 tuần, bạn có thể nạp nhẹ nhàng thêm một lượng kiến thức lớn tương ứng với cả 5 cuốn sách. Mặc dù không phải là chuyên gia, nhưng mà so với người đồng trang lứa thì kiến thức của bạn sẽ có nhiều hơn rất là nhiều so với họ. Thói quen thứ hai, lười làm. Có một thế hệ mang tên là lười. Là lười lao động, thích rượu bia, đó là căn bệnh trầm kha khiến họ nghèo đi từng phút. Lười biếng là một trong những thói quen hàng đầu dẫn đến nghèo khổ. Lười biếng không chỉ nằm dài cả ngày, mà lười biếng là cách mà họ để cho những nhiệt huyết của mình bị chôn vùi. Bạn vẫn đi làm chấm công đúng giờ đúng không? Đúng là chúng ta có chen chúc nhau trên đường đi làm để chấm công đúng giờ. Và đúng là chúng ta vào làm việc vào 8 giờ sáng mỗi ngày, nhưng chúng ta thực sự làm gì mới quyết định được chất lượng và hiệu quả của giá trị lao động. Khi làm việc với người nước ngoài, có một điểm rất nể phục là khi làm việc họ cực kỳ là tập trung và không buôn chuyện. Nhìn vào tưởng họ lạnh lùng, nhưng với người Tây thì công ty chỉ là nơi họ làm việc và các chuyện cá nhân thường được gạt sang một bên. Một khi được giao việc thật, họ sẽ thực sự làm việc vài tiếng là xong, còn với người Việt Nam chúng ta phải mất cả ngày, vì vừa làm vừa lướt Facebook, vừa tán gẫu vừa ăn uống. Và theo số liệu của Tổng cục Thống kê vào năm 2017, Việt Nam vẫn là nước có năng suất lao động thấp nhất khu vực, thua cả Lào và chỉ bằng 7% người Singapore. Một đất nước vẫn tự hào với truyền thống cần cù, chăm chỉ, siêng năng, dường như đang bị rớt lại trong cuộc đua năng suất. Theo thống kê thì 39 người Việt Nam mới làm việc bằng một người Nhật. Một người Singapore làm việc bằng 26 lần người Việt Nam, và Hàn Quốc cao gấp 16 lần, Thái Lan và Philippines cũng cao hơn 1,5 lần. Bệnh lười không phải chỉ là chuyện của riêng ai, mà nó là bản chất chung của con người. Chẳng ai muốn lao động cả, chẳng ai muốn đọc sách cả, chẳng ai muốn phải học hỏi cả. Muốn thức ăn, muốn hưởng thụ là điều tất cả chúng ta đều mong muốn. Nhưng bạn thử nghĩ mà xem, hậu quả của việc lười biếng là gì? Vì thế, bạn hãy học cách làm việc tập trung một cách thông minh để có năng suất vượt trội nhé. Tiền bạc sẽ bắt đầu ùn ùn chảy vào túi bạn. Thói quen xấu thứ ba, lười đọc sách. Theo thống kê, trung bình một người Việt đọc 4 cuốn sách trên 1 năm, và mỉa mai thay là 2,8 cuốn sách là sách giáo khoa, còn lại 1,2 là những cuốn sách khác. Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa năm 2015 đã nói, tỷ lệ người Việt Nam hoàn toàn không đọc sách chiếm 26% dân số. Thi thoảng mới đọc sách chiếm đến 44% dân số, trong khi đó, người dân Singapore đọc đến 14 cuốn sách trong 1 năm, người Nhật là 20 cuốn. Những dân tộc hàng đầu như Đức, Pháp, Israel, mỗi người đều đọc từ 20 cuốn sách trên 1 năm. Đó là một trong những nguyên nhân giúp họ văn minh, giàu có và phát triển. Nếu bạn cho rằng
Học xong trường lớp là ngừng học thì bạn hãy nên suy nghĩ lại, bởi đó là tư duy khiến cho bạn vẫn đang nghèo bền vững. Vậy thì thuốc giải để bạn chữa được bệnh lười đọc sách này là gì? Bạn có thể tìm trên YouTube và đăng ký sách tóm tắt mỗi ngày để xem một video ở trong đó. Thêm nữa, hãy bắt đầu một thói quen mỗi tuần ra nhà sách hoặc lên mạng đặt mua một cuốn sách để phát triển bản thân hay là phát triển kinh doanh mới cho mình rồi đọc nó. Chẳng có gì tự nhiên đến với bạn. Tất nhiên, cuộc sống có rất nhiều điều bất ngờ. Tôi không đảm bảo những việc như vậy sẽ xảy ra ở trong tương lai. Nhưng dù việc đó xảy ra hay không thì cũng cần phải nắm chắc hiện tại, dựa vào bản thân để sống. Bạn có thấy số phận của những người bất ngờ nhận được một khoản tiền lớn như là trúng số độc đắc, hay là nhận được những khoản đền bù rất lớn, con cái được những khoản thừa kế lớn, và chỉ sau khoảng 2 năm sau khi đổi đời, tại sao họ lại trở lại nghèo, giống như trước đây, thậm chí nghèo hơn cả trước đây? Hãy tra Google và search số phận của những người trúng số độc đắc và tìm hiểu xem nhé. Chấp nhận thực tế, nhận trách nhiệm 100% về cuộc đời mình, dũng cảm tiến lên và nhận ra lý do không kiếm được tiền của bản thân. Thay đổi suy nghĩ, không ngừng học hỏi mới có thể thay đổi được bản thân. Số phận giúp bạn trở nên giàu có và thành công. Và vừa rồi là 3 thói quen xấu làm bạn càng ngày càng nghèo của đầu tư ENK. Chúng tôi tin rằng bạn có thể thay đổi những thói quen xấu này ngày hôm nay và đừng chần chừ gì nữa, hãy thay đổi ngay. Để tìm hiểu thêm về các kiến thức tài chính cá nhân và để liên kết làm việc hợp tác với đầu tư ENK, hãy đăng ký theo các đường link mà chúng tôi để dưới phần mô tả video hoặc liên hệ với chúng tôi qua hotline và email đang hiện trên màn hình. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên like, share và đăng ký kênh nếu như những thông tin chúng tôi chia sẻ thực sự là hữu ích.